Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các khán thính giả thân thiết của Tuệ Tâm Giác Ngộ đang theo dõi video của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và may mắn. Thưa quý vị, thưa các bạn, nói tới những yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe con người thì thực phẩm chính là yếu tố đầu tiên mà chúng ta nhắc tới. Thật vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu dinh dưỡng đóng vai trò quyết định về chất lượng sức khỏe của mỗi người. Và chắc chắn cô chú và anh chị và các bạn sẽ rất bất ngờ khi biết rằng một món ăn phổ biến mà bình dân như là dạ dày lợn lại có công dụng tuyệt vời cho sức khỏe đến thế. Nào, hãy cùng tìm hiểu công dụng của món ăn này trong video ngày hôm nay quý vị nhé! Mỗi tuần ăn món này một xíu, tăng 20 năm tuổi thọ, ai cũng nên làm sớm. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tuệ Tâm Giác Ngộ. Có thể nói, việc giữ cho cơ thể khỏe mạnh để có nhiều thời gian vui sống bên gia đình và tận hưởng những thú vui trên đời là điều mà ai ai trong chúng ta cũng đều mong muốn. Tuy nhiên, dù cho mức sống hiện nay không ngừng được nâng cao, nhưng những căn bệnh nguy hiểm lại xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là những căn bệnh do thói quen ăn uống và sinh hoạt của chúng ta gây ra. Vì vậy, một chế độ ăn uống cân bằng cùng với những thực phẩm lành mạnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và giúp cho chúng ta tránh được những căn bệnh có thể gây nguy hại đến sức khỏe và tuổi thọ của chính mình. Trong số đó, dạ dày lợn vẫn luôn được giới y học đánh giá là loại thực phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao và có thể giúp chúng ta có được một sức khỏe như mong muốn. Vậy dạ dày lợn mang đến cho cơ thể con người những tác dụng gì? Cô bác hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Giá trị của dạ dày lợn. Trên thị trường, dạ dày lợn là bộ phận không phổ biến như thịt lợn. Vì vậy, không có nhiều cô bác thường xuyên mua loại thực phẩm này về sử dụng. Tuy nhiên, từ xa xưa, người Trung Quốc đã lưu truyền một câu nói rằng một cái dạ dày lợn bằng 10 vị thuốc bổ để đề cao tác dụng của loại thực phẩm này. Để lý giải cho vấn đề trên, sách y học bản thảo cương mục đã nêu rõ dạ dày lợn được các vị lương y thời trước đánh giá tốt ngang ngửa 10 vị thuốc. Bởi lẽ loại thực phẩm này có chứa nhiều thành phần có tác dụng tăng cường sinh lực, bồi bổ dạ dày và dưỡng khí huyết. Những tác dụng này rất thích hợp cho những ai bị suy nhược cơ thể và có thể trạng yếu ớt. Ngày trước do đời sống của người dân trong xã hội cũ còn thấp nên mọi thứ đều rất khan hiếm, đặc biệt là trình độ y tế vẫn còn rất lạc hậu. Vào thời điểm đó không có nhiều phương pháp chữa bệnh và các thuốc men để lựa chọn, nên người bệnh thường cố gắng ăn nhiều đồ bổ dưỡng để phục hồi cơ thể. Và dạ dày lợn luôn là sự lựa chọn hàng đầu mà bất cứ tầng lớp nào cũng có thể mua về sử dụng. Theo nhiều nghiên cứu của y học hiện đại, dạ dày lợn có chứa nhiều protein, chất béo, vitamin A, vitamin E, cũng như sắt, magie, natri, kali, canxi và nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Những dưỡng chất này sẽ được cơ thể của chúng ta hấp thụ dễ dàng, từ đó giúp cô bác nâng cao khả năng miễn dịch và góp phần chữa trị một số căn bệnh phổ biến cực kỳ hiệu quả. Những lợi ích cụ thể của việc ăn dạ dày lợn. 1. Bảo vệ dạ dày. Nếu dạ dày không được khỏe, dưỡng chất và năng lượng để nuôi từng tế bào bên trong cơ thể của cô bác sẽ bị thiếu hụt. Từ đó không chỉ sức khỏe tổng thể mà cả những thú vui trong cuộc sống hàng ngày của cô bác cũng không thể nào trọn vẹn được. Dạ dày lợn là một loại thực phẩm có tính ấm nên có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ dạ dày của chúng ta. Bên cạnh đó, việc tiêu thụ dạ dày lợn có thể giúp cô bác thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ các chất dinh dưỡng từ những loại thực phẩm mà cô bác tiêu thụ. Ngoài ra, dạ dày lợn còn có thể giúp cô bác cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa. Khi đi vào cơ thể, món ăn này cũng giúp thúc đẩy quá trình bài tiết chất độc và làm giảm bớt gánh nặng cho dạ dày. Nhờ đó, dạ dày của cô bác sẽ được bảo vệ một cách hết sức tối ưu. 2. Cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Những cô bác nào có hệ miễn dịch yếu sẽ rất dễ mắc bệnh, nhất là khi thời tiết chuyển mùa. Các vấn đề như cảm hoặc sốt cũng vì vậy mà nghiêm trọng hơn. Do đó, cô bác có thể ăn một ít dạ dày lợn để tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể của mình. Sở dĩ dạ dày lợn có thể mang lại tác dụng này là do nó có chứa nhiều vitamin, protein, một số chất béo có lợi cho cơ thể và hàng loạt khoáng chất vi lượng có tác dụng tăng cường khả năng cho hệ miễn dịch. Nhờ đó, cơ thể của cô bác sẽ được bảo vệ trước các tác nhân xâm nhập như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm hoặc các gốc tự do gây hại cho cơ thể. 3. Bồi bổ khí huyết. Dạ dày lợn rất giàu các nguyên tố khoáng, đặc biệt là sắt. Chính vì vậy, sau khi đi vào cơ thể của chúng ta, các dưỡng chất này sẽ được cơ thể hấp thụ nhanh chóng, từ đó cải thiện chức năng tạo máu và ngăn ngừa hiệu quả tình trạng thiếu máu do thiếu sắt cho cô bác.
Đồng thời, những dưỡng chất này cũng có thể làm tăng lưu lượng máu cho toàn bộ cơ thể. Nhờ đó, cơ thể của cô bác sẽ có đủ lượng máu cần thiết để vận chuyển các chất dinh dưỡng đi nuôi tế bào và loại bỏ các chất thải trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bên cạnh đó, vitamin và sắt có trong dạ dày lợn cũng mang đến tác dụng dưỡng khí, dưỡng huyết cho cơ thể của cô bác. Chúng sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu và dưỡng sinh, từ đó giúp cơ thể của cô bác khỏe mạnh hơn. Sắc diện của cô bác cũng theo đó mà hồng hào, tươi trẻ hơn. Chất sắt trong dạ dày lợn rất tốt so với các bộ phận khác của lợn. Do đó, tùy theo thể trạng của mình, cô bác có thể điều chỉnh lượng dùng sao cho phù hợp để cải thiện tình trạng thiếu máu của mình, cô bác nhé! Những lưu ý khi sử dụng dạ dày lợn. Nhìn chung, việc ăn dạ dày lợn đúng cách có thể giúp cô bác nâng cao thể lực và chữa trị một số bệnh. Tuy nhiên, nội tạng động vật nói chung và dạ dày lợn nói riêng là những món ăn mà cô bác không nên ăn mỗi ngày. Lý do là vì chúng có hàm lượng cholesterol tương đối cao. Nếu ăn quá nhiều, chúng sẽ gây ra tình trạng béo phì, tắc nghẽn mạch máu và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch cho cô bác. Bên cạnh đó, những cô bác nào mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não hoặc béo phì thì không nên ăn quá nhiều dạ dày lợn để tránh gây hại cho sức khỏe của mình. Dù sử dụng bất cứ món ăn gì, cô bác cũng nên ăn thêm rau để làm đa dạng khẩu phần ăn của mình, đồng thời phòng tránh các tác hại có thể xảy ra nếu thiếu rau xanh trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Đặc biệt, dạ dày lợn là món ăn có chứa rất nhiều chất béo nên cô bác hãy kèm thêm rau để tránh tình trạng khó tiêu và giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, nội tạng là loại thực phẩm rất dễ bị nhiễm khuẩn, vì vậy cô bác cần chế biến dạ dày lợn ngay khi mua về để tránh tình trạng ôi thiêu hoặc xuất hiện mùi khó chịu. Thông thường, trọng lượng của một chiếc dạ dày lợn thường nằm trong khoảng 600-800g. Vì vậy, cô bác nên chọn chiếc dạ dày lợn nào trông vừa phải nhưng nặng và sờ chắc tay. Bên cạnh đó, cô bác cũng nên chọn dạ dày lợn có màu trắng đồng đều, không có các vết thâm tím, không có vết loét, không bị căng phồng, đầy hơi hay tức khí. Ngay cả khi đã nấu chín và không sử dụng hết, cô bác cũng nên bỏ đi phần dạ dày lợn còn thừa sau khi đã mua về để qua đêm vì chúng rất dễ nhiễm khuẩn và gây ngộ độc cho cô bác. Một số phương pháp ăn uống phổ biến giúp làm tăng thêm tuổi thọ. Ngoài việc sử dụng dạ dày lợn để cải thiện sức khỏe và tuổi thọ của mình, chế độ ăn uống cũng là điều mà cô bác cần chú ý để có thể nâng cao tuổi thọ một cách toàn diện. 1. Chỉ nên ăn no từ 70-80%. Theo quan điểm của các chuyên gia dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe, thì chúng ta không nên ăn quá no mà chỉ nên ăn no khoảng 70-80%, bởi điều này sẽ cực kỳ có lợi cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Nếu cô bác ăn quá no, gánh nặng cho dạ dày sẽ rất lớn. Lâu dần, điều này sẽ dẫn đến một số căn bệnh về dạ dày và đường ruột cho cô bác. Ngoài ra, việc ăn no ở mức độ vừa phải như vậy cũng rất có ích cho việc kiểm soát được lượng đường trong máu của chúng ta. 2. Ăn uống điều độ và có giờ giấc. Do quá bận rộn hoặc cảm thấy không đói, một số cô bác thường bỏ bữa hoặc ăn các bữa ăn không đúng với giờ giấc thông thường. Lâu dần, thói quen này sẽ dẫn đến những mối nguy hại khó lường cho hệ tiêu hóa của cô bác. Chính vì vậy, nếu muốn khỏe mạnh và trường thọ, cô bác nên ăn đủ 3 bữa mỗi ngày và ăn theo từng khung giờ cố định một cách đều đặn, bởi giờ ăn có ảnh hưởng rất nhiều đến hệ tiêu hóa của cô bác. Khoảng cách giữa hai bữa ăn quá dài hoặc quá ngắn cũng sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho dạ dày của cô bác. Để đảm bảo cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất, các bữa ăn của cô bác nên cách nhau từ 4-6 giờ đồng hồ. Bữa ăn sáng nên được hoàn thành trong khoảng thời gian từ 7-8 giờ sáng. Bữa trưa có thể hoàn thành vào lúc 11:30-12:30 và bữa tối có thể hoàn thành vào lúc 18:00-19:00. Chế độ ăn uống đúng giờ này sẽ rất tốt cho sức khỏe của hệ tiêu hóa, giúp cải thiện sự hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể và duy trì một thể lực khỏe mạnh, từ đó nâng cao tuổi thọ cho cô bác. 3. Chế biến các loại thực phẩm lành mạnh thành những món ăn yêu thích. Hầu hết mọi người đều biết rằng ăn trái cây và rau xanh rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này lại không phải là nhóm thực phẩm mà tất cả mọi người đều yêu thích và có thể sử dụng chúng trong một thời gian dài. Vì thế, để việc ăn nhiều rau quả trở thành một thói quen, cô bác cần phải thực sự yêu thích chúng khi thưởng thức. Để làm được điều đó, cô bác có thể nghĩ xem bản thân mình yêu thích món ăn gì. Sau đó, cô bác hãy kết hợp những món ăn đó với các loại rau củ quả mà cô bác muốn ăn. Ví dụ, nếu thích thịt xiên nướng thì cô bác hãy nướng thịt cùng với súp lơ, cà rốt, ngô, tỏi hoặc ớt chuông để thưởng thức. Nếu thích ăn thịt bò thì cô bác đừng quên xào thịt bò chung với rau cải, giá đỗ hoặc các loại rau khác như rau cần, cải song để làm đa dạng thành phần dinh dưỡng cho món ăn của mình.
Lâu dần cô bác hãy giảm lượng thịt lại và tăng lượng rau xanh lên cho đến khi cô bác có thể thoải mái sử dụng các loại thực phẩm này mà không cần thêm quá nhiều thịt vào. Qua video ngày hôm nay, chắc hẳn cô bác cũng đã có thêm cho mình những thông tin bổ ích về tác dụng ưu việt của dạ dày lợn và cách ăn uống đúng đắn để nâng cao sức khỏe và tuổi thọ của mình rồi, đúng không nào? Có thể thấy chúng ta hoàn toàn có thể sống lâu và khỏe mạnh hơn chỉ bằng cách quan tâm đến chế độ ăn uống của mình. Phương pháp ăn uống khoa học sẽ giúp cho cô bác tránh được nhiều bệnh tật, gia tăng tuổi thọ và khiến cho cuộc sống của cô bác chất lượng hơn rất nhiều. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, cô bác đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ Tuệ Tâm Giác Ngộ. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác trong những video lần sau.